nhìn thấy, chưa thấy đến. Đấy là chưa đến rồi. Ừ, chưa có. Tí nữa về lại. Chưa thấy ở đây. Chắc vẫn đang ở bên kia. Ừ. Hoặc là lúc nào em sáng làm em đi học lại bằng bên đó. Ừ. Em sẽ đi học đấy. Nó hành là một cốt đấy. Em phải học gì với nó để chờ. Học để luyện thêm tiếng thôi. Thêm chữ. Đâu em cũng muốn đi sang để chờ. Ngữ cho nó giải thành thạo. Ô đi đi. Để làm gì? Biết làm gì? Bố mẹ em thì cất đi chứ. Em thì nhớ em chẳng được một cái gì của ông bà luôn nhá. Ông bà chết là hết luôn. Ông bà không cho ai luôn. Đừng nghĩ rằng ông bà cho ai. Ông bà chết đi hết luôn. Tiền đi ông bà luôn. Ông bà mang cũng ngủ. Chẳng bà chắc lắm. Keo quần. Số tính. Những cái cuộc sống khó khăn. Không phải. Em cứ bênh luôn. Bình tĩnh, kéo kể. Cả đôi. Nào thì sợ. Nào sợ, ai gần là sợ. Cứ ai đứng gần là sợ. Không ngờ với ai, chỉ ai ngờ với nhau thôi. Tại vì ai đứng cạnh là sợ. Sợ cái này tiền. Bà thật, mẹ em thật, mẹ em điên lắm. Thì biết mấy rồi đấy. Em biết rồi. Bố em là cái gì đó. Bà đi đâu không? Không sự báo thời mà ông ấy là người đầu tiên đó. Cặp với tí tỉ là nhiều lắm. Bà cũng khỏe. Nhu cầu đấy lớn. Đúng rồi. Em cũng hết bà. Giống hết được. Chỉ thích cái đấy thôi. Nhưng may em ok. Em kỳ với may em kỳ em quá nhưng mà em thực hiện được chắc chắn cái tính chi chuyển tính toán chắc chắn nhưng mà em không kỳ cái gì đáng chi là em chi chút kinh nghiệm của bố mẹ nữa còn bà kia thì bà kỳ lõi bà lại trả gần bà luôn bà đấy là khổ phải chết khổ lắm em ạ bà chết khổ rồi chết khổ chết sợ không phải đó không phải đâu em đừng đổi tại ông kia cũng khổ bà còn khổ ông kia chết khổ một thì bà là chết khổ người bà có liệt giường liệt chiếu cơ bà có bao nhiêu tiền của theo bà để tức bà ăn cho hết rồi bà chết bà liệt giường liệt chiếu ấy nhá đấy là bà nhà bà cửa lại tiền chả ai gần bà luôn con cái không ai gần bà luôn đấy khổ ở đấy đấy nên bảo bà em nói bà được đấy nhà mình em nói bà thôi bà ra thay đổi đi em nói bà được em lừa em nói bà nghe em về em nói này nhá mẹ ơi con biết mẹ đang gặp buồn đấy cứ nói một câu đấy bà sợ em luôn chứ bà vậy nhưng mà tôi không dừng kệ cứ thoải mái đi mà có biết mẹ đang cảm thấy nhưng mẹ cứ thoải mái đi mẹ bởi đấy là nhu cầu là sinh lý không cấm nhá để thoải mái bà thoải mái cái đấy thì bà mới không bận bà không có đấy bà mới bận em ạ mẹ em không được cái đấy thì mẹ em sẽ là bệnh sẽ ốm rề rề lại cái bà ấy ốm là vì khi ông chết đi cái mồ à chết đi mà không có cái đấy thì bà mới ốm khổ chỗ đấy thì bà phải dâng trên bà phải có đấy phải đáp ứng liên tục nhiều món kia suốt bố em làm ăn cái gì đây bố em mất lâu rồi đau như lâu nay làm ăn thì đã chán quá là cái nghĩa vụ để bà ở cả ông ở với ông ấy nó không gây hại cho bà thì bà ở nữa chết khổ nên là bảo em bảo phải tu đi tu tâm tu tính tu tình nói vậy là mẹ ơi con đi xem ấy bảo mẹ mẹ cứ thoải mái đi cái đấy con không ngăn cản được đấy mẹ cứ thoải mái đi khi nào mẹ cảm thấy chán thì mẹ dừng lại lúc đấy thì mẹ nên tu tâm tu tính và tu vô tình bởi vì là nếu mà khi cái người tình của mẹ chết thì mẹ cũng không chết được mẹ sẽ liệt giường được chiều mẹ quá nhưng điều gì
cái nỗi nhớ. Nên là bây giờ tốt nhất là mẹ buồn tốt là cho mẹ tu sớm thì mẹ được cái này, thì chết mẹ không buồn, không chết khổ chết giường. Cho nên là bây giờ tối giường tối chiếu bây giờ cứ thoải mái rồi, cảm thấy là sung sướng bao nhiêu thì sung sướng hết đi, cho mình một cái hạn định để sướng nốt mấy năm, bao nhiêu năm được sướng hết đi, xong rồi thay đổi. Bảo mẹ em ấy phải nghĩ về con về cháu nhá, đừng có mà nghĩ là ta đây thế này kia, nghĩ về con về cháu. Cần nhất là con. Không, anh mà được không? Không phải điều tiên cái đấy, thoải mái đi. Ý anh bảo cần con cần cháu thì là lên gần con gần cháu, lên gần con gần cháu, đừng có xa như ra khổ đấy. Và khi bà khổ bà chết đấy, không bà chết là không ai biết bà chết. Làm thối đấy người ta mới bắt người ta biết à chết rồi. Vì thế nên gần con gần cháu là chỗ đấy. Thì đừng có nghĩ là gần con gần cháu mất tiền mất của. Tiền của bà làm gì có nhiều đâu. Này thằng con bà ấy sau nó giàu lắm. Thằng con trai bà ấy, mai mẹ thằng anh của em ấy nó giàu lắm. Bây giờ anh đang phất lên. Trơn thua lưỡi em ạ. Thằng đấy em biết được ai cho nó không? Cụ tổ cho nhiều, cho nhiều lắm. Còn vợ nó khôn, con vợ nó xin bằng hết rồi. Cũng cho con vợ nó thì thằng chồng nó hưởng ra. Cho cái thằng đấy mà để mới xin được cái gì? Cụ tổ ấy, cụ tổ ôi yêu ơi con kia lắm, chiều ơi con kia lắm. Cái con dở hơi đấy, con điên đấy, nên là anh không làm gì được vì thế. Ôi trời ơi, cụ ba, con đấy xin gì được đấy, nhất là nó luôn, nó mới là cháu dâu đấy. Cả họ của mình con đấy thôi nhé, nó xin được nhé. Không ai xin được cái gì của cụ nhé, cụ cho nó hết. Nó chả cần mở mồm nó cũng xin, nó cũng cho. Không cần xin thì cũng cho cơ. Ấn tiền vào tay nó. Mẹ con đấy loại sướng thế thì lại đời. Nó cứ giang dở thế nhỉ. Con dở hơi lại được nhiều người yêu. Em dở hơi này. Em cũng rốt, không biết xin. Nó xin hết rồi. Con đấy loại xin thế nào, nó xin được cả nhà nội, nhà ngoại, nó xin được hết. Bên ngoại nhà nó cho nó hết, bên nội cho nó hết. Tất cả các chi dừng lại hết để nhìn nó đấy. Nó có hai thằng con tuyệt vời. Con gái của nó cũng tuyệt vời luôn. Con nó sau này xuất sắc em ạ. Vì là cụ cho mà. Con nó sau giỏi, giàu. Ôi con nó giỏi lắm, hai thằng cu tuyệt vời. Thằng út ý, thằng út là con là của cụ đấy. Cụ cho thằng đấy đấy. Thằng đấy ôi sao đẹp lắm. Cao to đẹp dai giỏi. Thằng đấy vớ vẩn sau là tước chứ phải không, giỏi lắm. Thằng trên nó thì giàu đại gia. Ui con chị nó thì còn xuất sắc luôn, bây giờ cứ ngu lần lần thôi. Con chị sau giỏi lắm. Con ấy học giỏi lắm, sau lọc đi nước ngoài lấy chồng nước ngoài giỏi hơn cô nhiều. Còn mẹ là cứ bảo là rất là sống cô, không phải nó giỏi hơn cô nhiều. Cô làm sao xích dép với nó. Con đấy sau vớ vẩn nó hậu đấy. Đẹp lắm, con nó đẹp lắm. Tuyệt vời luôn đấy. Thì con đấy tuyệt vời luôn. Về hậu vận, chị ra ngoài tốt lắm. Đấy sướng lắm. Sau nó lời nói ra được. Cả họ nhà em giám sát với nó. Nó con đấy nó khả năng lãnh đạo nó tốt. Nhưng rồi sau đó bảo ai ngồi đâu ngồi đấy. Mọi người trật tự luôn. Tiền nó thì nó vẩy cho cái thì ai há mồm nó vẩy cái tiền nó ngồi cái ngã ngửa. Mẹ em giờ sợ nó rồi. Sợ phép. Giờ lử mắt mẹ em đã phải ngồi vào góc rồi. Không dám làm gì đâu, trước tinh vi dọa dẫm mất mặt. Ghê lắm. Nhưng mà được cái nó biết điều thôi. Rất ghê. Này, em mà dây vào nó nhá, nó tắt thật mặt em đấy thì không. Chị đúng rồi đó, chị là người như vậy mà. Vâng. Nó chiến đấu luôn ấy. Nhưng mà nó biết điều, quan trọng biết điều. Bố mẹ em cũng dự được cực kỳ tồi tệ. Nhưng mà vẫn bố mẹ em là bố mẹ em vẫn nhất nhất. Bố mẹ là nhất. Bố mẹ nhất, chồng nhất, con nhất. Nếu sống được. Nên là anh thực sự anh có ghét không? Anh chả làm gì được. Vì nó như thế sao mà làm gì được. Chả có cớ gì làm gì được. Không hại được cái gì. Có tốt của con này nó đi làm cơ quan rộng lắm ạ. Quan nó rất là lên xếp đến nơi.
ôi nó khôn lắm, em phải đi làm quan chuyện bình thường, đi sếp ở nơi thì giỏi lắm, ở nhà thì làm tổng giám đốc của nhà, đến cơ quan làm phó tổng. Chứ anh em làm gì được cái gì đâu chạy. Anh trai em thì làm cái gì thế... Nói chung là nói bảo bất tài thì không phải, nhưng mà nói chung là được cái là nghe lời vợ thì cũng được. Thằng đấy mà không nghe lời vợ thật tinh vi vớ vẩn. Thằng anh nghe mà rời vợ ra thằng đấy vứt luôn. Không có gì. Em có những lúc em cũng tị và chị dâu đấy. Có lúc em không thích đâu. Em cứ quen tị đấy, em không thích. Sao không bị em tị kiểu nhưng mà sao chị cứ được nhiều mà em trả được cái gì ấy? Sao chị được nhiều mà em trả được cái gì? Em tị đấy, em thấy là kiểu sao chị có đủ các thứ như thế mà em bây giờ em chẳng có cái gì. Em tị với chị. Sau này bây giờ đang tị. Bây giờ đang tị. Đang tị. Thì chắc là nó ở sâu tí trong lòng. Không, đang tị đấy. Tị ra mặt thì em cũng ghen đấy, cái ghen của đàn bà. Không phải tị cái kiểu em ghen của đàn bà. Tại sao người ta như thế mà mình lại như thế này? Có không? Không có. Em không thèm, em thèm được như người ta. Em thèm được giống như chị em. Cái mơ ước của phụ nữ thì bây giờ đấy đấy thì đang bảo là đấy là cái tị. Em đang tị, em thèm như người ta. Em phải cố gắng lên, em sẽ được thôi, có gì đâu. Em còn hơn đấy chứ. Con em cũng đẹp. Con em tuyệt vời. Hai đàn cô nhé. Trắng. Mắt sắc dài. Nghe xong mày rậm. Nghe kể xong mà em vẫn chưa thấy có cái gì sáng sủa gì chứ. Chứ nó vẫn tốt thôi gì chứ. Xin bảo phải thay đổi đi. Xa ngay thằng kia gần trường. Nhá, việc đầu tiên. Xa gần trường. Không đi cạnh nó, không gần nó. Em gần nó thì không còn cái gì đâu. Xa gần trường ra. Em về quê đi. Về đấy ạ? Em về Hải Dương đi. Dương. Em về để tạm mộ cụ đi. Em xin đi. Cụ cho đấy. Cụ đợi em về đấy. Em đợi em. Em phải đợi con này nó về mà nó không thể ý kiến gì. Cụ đợi cả chị dâu em đấy. Cụ mong là chị dâu em về đấy. Về em bảo chị dâu nhá. Cụ dắt anh đấy. Bảo là mày bảo nó. Bảo con chị dâu nó dắt con này về. Về đây. Về đây tao cho. Không phải tao không cho đâu. Cụ nhớ chị dâu em. Mấy năm rồi nó không về. Cho nó rồi mà giờ nó không về. Cho nó hai thằng liền mà nó không chịu về. Về đi, về đây thì tao cho tiếp. Số tiếp hai thằng nữa. Vừa rồi chị yêu em lại có một thằng nữa đấy. Nhưng mà bỏ. Vì nó không giữ được. Nó cũng không giữ được đâu, không làm sao đẹp nữa. Đẹp nữa là chết đấy. Đẹp nữa là chị em chết đấy. Đẹp đâu. Nên là nó xin rồi, còn đây nó khôn lắm. Nó bỏ đơn giản đâu mà nó xin giỏi các kiểu thì nó bỏ rồi chứ. Nó khôn, nó làm cái gì nó cũng đi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mẹ em thua luôn nó khoản lễ bái nhá. Đúng rồi đó, mẹ em lễ ra bằng được nhưng mẹ em tinh vi, mỗi một kêu tao thế này thế kia, mẹ em lễ ra bằng được. Nó xin đâu ra đấy. Nó kêu đâu là chết đến đấy luôn. Cái nhà lại la ấy. Yeah. Dữ lắm. Đất dữ lắm. Dữ. Đất ấy dữ lắm. Cái con em cái Huyền. Con đấy đấy chứ. Đây đau khổ đấy. Nó đang bị giữ ở đó đúng không? Ở đấy có một cái lão già. Cái đất đấy. Đấy trước em bảo là có hai người cho em. Đấy lão này đấy. Lão đấy anh toàn đánh nhau với lão đấy. Đã làm gì đủ tranh đi mà giữ em. Mọi người đi cái sát phù. Tranh nhau. Anh chiến đấu với lão ấy đấy, lão già. Làm gì đâu bây giờ quay ra lại về bạn cũng đi đấy. Khổ thân con bé đấy. Em làm cách nào em? Làm cách nào nhỉ? Chứ con bé nó cũng không có nghe. Nó lại nghe chị ấy. Thế là tài. Vậy thì em cô nói với chị dâu được thì. Chị em được cái, nó nói ai cũng nghe. Mẹ thế. Ai nó nói hạn nghe, bố mẹ em nghe nó răm rắp luôn nhá. Cứ nói thôi bây giờ ra nó nói có gì ra bố mẹ em ngồi im luôn nghe nó. Nó về bảo nó bà về bây giờ bảo bố mẹ em ngồi là ngồi. Bảo bố mẹ em đứng là đứng. Đừng tưởng ông bà có tiền mà nó sợ. Ông bà nhìn thấy rồi đó. Ông bà giờ sợ nó rồi.
em bảo ông bà ấy nếu khôn ra ấy, nếu khôn nhá, bây giờ con này hiện tại giờ nó đang cần nhà đấy, nó cần nhà để nó muốn chuyển đổi. Em bảo ông bà nhá, còn một đức cuối cùng để giữ được con này nhá, khôn ra ấy, giờ đang cần, nó muốn chuyển đổi nhà đấy, nó không muốn ở dưới kia vì xa quá đấy. Lúc nào nó cũng năm năm đi, thằng anh em giữ lại nhà đấy thôi, chứ còn là nó bán lâu rồi. Nó xin được rồi, có người đến tận nơi mua nhà rồi, mà thằng anh em giữ lại thôi. Nó xin gấp lời nó bán, nó thích là nó bán được đấy được ngay. Và anh em giữ lại, nó được ra là anh em cho. Tức là cái chuyện nhà Minh Khai này, ông người xong rồi lấy cái nhà chung cư rồi chuyển. Không, ở chung cư. Chỉ lấy cái nhà. Đây là anh em nói là cái nhà của Dương Thúy Lĩnh, cái nhà nó ở ấy. Thì bây giờ là bố mẹ phải cho chị. Không, bố mẹ làm gì có cái gì trong đấy mà cho cái nhà đấy. Nhà là nhà của nó mà. Thì đúng rồi, thì anh vừa bảo là bây giờ có nước cung phải để cho. Nước cung ở đây này. Gạ nó về một cái nhà nào đấy, ở giữ chân nó về cái nhà đấy. Gọi là coi như là đây cái nhà này, giao cho một cái nhà này, nó chẳng hèm đâu, nó thiếu gì tiền. Nhưng mà bây giờ gạ nó như thế là cách giữ lại đấy, thằng anh của em khôn rồi đấy. Nó biết con vợ nó bất tử, con vợ nó thích cái gì nó làm luôn. Thằng anh nó khôn đấy, giữ lại cái nhà đấy, chứ mà con này nó bán rồi. Con này nó thích cái gì nó làm đấy, nó quyết hết em ạ. Chồng em cũng chỉ là con cờ trong tay thôi, thích cái gì nó quyết, nó làm trước xong nó báo chồng em sau thôi. Người chồng em có quyết gì đâu, chồng em làm cái gì cũng giống ra giống rén, kêu liều lắm. Con kia nó làm nó kiếp trước là thằng ông, nó ngang tàng cũng chị, nhưng sang kiếp này là bà, nên nó luồn lách, nó là cái mạnh mẽ của thằng ông, luồn lách của thằng con đàn bà, nó mới giỏi, đi đâu luồn đấy, cơ quan các sếp nó quý nó lắm, nó răm rắp luôn luôn mà nó làm việc với đối tác bạn bè ai nể luôn. Nó giỏi, nhưng nó lách các kiểu, con này kiếm tiền ác liệt luôn, nó bới rác ra tiền này không ạ? Nó nhiều tiền lắm, nó còn chả biết là có ăn tiền, nó nhiều tiền lắm. Vậy cho nên anh mới con nó ấy, sau cả ba đứa con đều sợ nó hơn sợ thằng bố. Mẹ nó là người hét lửa, mà con nó sau lại chỉ giám sát, nhất là hai thằng kia chỉ giám sát mẹ là bố, mẹ là nhất, bố về nhì nhá, mẹ là nhất luôn. Đã quay được. Vậy là sướng hơn thế thì em phải ghen tị lắm rồi. Tuyệt vời, vì mẹ quá tuyệt vời, bố ra gì đâu, bố còn gái, mẹ hô của nợ, gái gặp, có làm ăn được gì đâu, có thích gái, toàn đĩ mổ nữa. Thằng anh như bị yếu xèo, yếu lắm, gặp gái cả thì ra khỏi, yếu, chị em khỏe, nhưng vẫn không thích bồ, con đấy thì ra thì nó hàng ngàn. Nhưng con ấy được cái không thích cái chuyện kia, nó không thích trai gái cái được. Chứ còn người ta ve gã nó nhiều lắm, nó không thích ấy. Nó chỉ chồng nhất, con nhất. Con ấy nó yêu chồng, yêu con một cách mù quáng, yêu cái ngu, yêu ngu lắm. Thằng chồng nó hơi nhăn mặt mấy cái thôi là nó cuống quýt hết lên. Mẹ cũng ngu, nó ngu chỗ đấy đấy. Thế cứ vào đời mà không có ai khôn cả đâu, bắt đầu có cái ngu ấy. Thì yêu chồng nó lắm. Như vậy thì nó được như vậy chứ. Đấy, nó yêu chồng, nó yêu chồng con nhất thôi mà. Thế nên cụ mới quý. Cụ quý ở chỗ đấy đấy. Cụ biết là cháu với cụ nó không ra gì. Nên là có con như này về là cụ quý, cụ phải giữ lại đấy. Rồi nó suýt bỏ nhau đấy. Cái hôm nó đi đẻ, cụ phải giữ chân đấy. Cụ giữ chân lại đấy, không có là nó. Nó đẻ xong một cái là nó phăng teo rồi luôn á. Nó chuẩn bị hết rồi. Nó chuẩn bị hết tiền nong này, của nợ này. Chuẩn bị hết mọi công việc rồi. Nhưng nó kinh ra, nó mạnh mẽ, nó phụ sợ quá. Cụ quấn cả lên. Cụ chặt chân lại, nó ra cửa đứng rồi, gọi xe rồi. Nó đi đẻ. Gọi xe rồi, xe không vào, cũng không cho xe vào. Cụ lên, cụ hẩy đít thằng kia lên, bắt thằng kia dậy, đưa con này đi đẻ. Hôm đấy mà con kia nó đi đẻ mình thì thôi, xong luôn. Con kia không bao giờ nó ra thứ gì. Ôi, con ngu. Anh với em thế, bực mình. Em còn xong nghỉ đi. Anh ở gần em nhiều quá, biết hết về nhà em. Nhà em chán lắm. Em đi là đúng, em đi là sáng suốt.
Em mà còn ở đấy thì ra em mà còn ở đấy thì đời em lòng à, đã chắc không đi được tôi xa đâu nhưng không chết được à. Vì cụ tổng nó không biết chết anh rủ em không lại không đi được cụ đánh anh không cho anh lẻ đôi em đi cụ nhắn ghê lắm kiên lắm cụ đang về đây đấy ngồi này cô chỉ cho em cái mộ cụ đó đâu cô chỉ cho em cái mộ cụ đó đâu nhẹ em sẽ nhắc chị dâu đi về quê bà hạ đi lễ tạ đi bà chị về lễ tạ xin đi nhẹ bảo ngay với mẹ chồng em nhé nhẹ bố mẹ em nhé bảo mẹ chồng bố mẹ là bảo là cái thằng chồng của chị em ấy bảo là ngoan mà là trai gái nữa kia nó mới bắt được là cách việc đấy em về em nói nhỏ với anh em ấy này anh ơi ăn đừng có mua thịt dính vào con nào nhá chị mới bắt được là cách việc đấy chị tung hề hết đấy anh là anh em ngang lắm em nghĩ là kiểu nó không biết nhưng mà chị em ấy là có người ông theo sát sẵn sàng nên là anh em làm cái gì đều biết hết bảo nó dặn nó không đi rồi mà vẫn tập về ấy. Yeah. Chú thích quen người thích đi trọ ở đây mà tại vì nét về vợ mày cũng về thì ngu cũng cứ đấy ngu cách cái vợ là đúng vợ nó giỏi hơn thì phải chấp nhận vợ nga lên đây nhìn đi ra ai cũng vậy chân đàn ông người nào cũng vậy hết thằng anh em thằng này cũng cảm giống bố em anh chị chào rồi đó chị không biết làm nào sợ được cái chứ trẻ sợ được cái chứ chỉ có chị thằng đấy là già là già thằng đấy là ở mình một chị vô Hà Nội chị em ở với bọn con trẻ con à đúng rồi hai người chị sang dưới đây thì gọi nhé đấy là sau là già chị em cho thằng kia một cái nhà riêng chị em ở riêng chị em hai vợ chồng con còn chị em ở với bọn chị lát thì giải hết đấy là quân quản tiếp theo của họ thôi ừ. Cứ đến tiếp lát nó bắt nốt người sự sâu quá để nó lâu còn kinh khủng làm cái bùa bùa phải làm lớn quá đi ừ. Gia đình hạnh phúc là mình tưởng tượng cái cuối như nó chỉ là cái đấy thì em bảo em tỉnh mà nhưng mà em tốt mà em thương ám chẳng là đi tìm nếu như em thầy sai ngay là sai để vượt qua được cái cửa này đúng rồi thế thì cái bộ của con là bị người ta hại hay là của cái thằng lệ em tại vì sân hận siêu thoát sân hận nên là con cũng muốn chơi lại nó nên là mình sẽ chết chỉ có giải thoát thôi không sân hận gì cả quả thôi đi tìm đi đánh đi bắt đi tất cả những thứ đấy nó lại gây thù hận tiếp của mình cũng chả bị luôn xinh đẹp đánh đi đánh lại như ông bảo là quần áo thì mà có cảm nhận nhau không để lại không không có cơ hội gặp nhau đâu mà quan trọng nó là phần linh hồn nó mà hết linh hồn rồi ấy, thì nó không có không nó không theo nữa tự nhiên ý thức của mình lúc đấy thay đổi nhưng ông bảo là kiểu quần áo bẩn đấy dễ đi quan trọng ở với nhau qua đời quan trọng kể gặp bác Hương hôm nay với em mai tẩy váy cũng bình thường em luôn cho người ta mà lúc linh hồn nó bảo ấy thì bảo con cái gì cũng hôm nay gật rất rõ ràng thế chứ không hôm nay gật một chút mà hôm nay gật cái gì là gật ra cái đấy con của em tu hóc tu mà cái hồn sau là hồn theo con à đấy còn nặng hơn không này cãi ra cứ hai cãi hay cãi nhau ông này hay ghét là vì cái thằng linh hồn này xong vẫn cãi do bản tính nhanh mà có một phần do bản tính không sửa xin cả lời ừ, chị đây em ơi em có con kể cả mình có người đây đây chờ chị tí nhá lấy chồng chửa luôn không lấy chồng chửa luôn đấy nhìn thấy rõ sự nghiệp của em thế nào đấy sự nghiệp em tốt mà thì bây giờ nếu mà có con thì em lấy chồng mà, nhưng mà mời bà tổ về làm gì nữa à? Nói hết rồi mật nhập vào nó mang bầu khổ nữa ra em sắp gặp nó vào Thí Nga không phải cho chị ra là ở nước ngoài mà anh Dũng để cho Thí Nga đỡ bị sau này em ở nước ngoài mà nói gì nói nhiều thế nhưng bà cứ thích thế để bà còn dẫn về tận quê hôm nay bác con cháu phải về để còn chuẩn bị có việc cưới xin ạ đấy lại bà muốn bảo là thầy lại bàn thờ cho bà thôi bây giờ thầy giải vong cho xong thôi ra tiền thì đi theo con cháu khi nào mà làm hết ý là các cụ đã cũng tự xong rồi tự ra những điều chỉnh bản thân thầy cùng về cùng nói nhé về đi nhà ấy gọi điện thoại thầy đặt tay mất hương thầy tỉnh lại ra tiền và thần linh lên mất hương cho sau khi làm được việc đấy các cụ vào nhà rồi
mà nó thì năm tuổi hết đi âm minh còn lại được đúng không? Nó có lên nữa không? Thuốc thầy ơi cho một tí thuốc nữa được không thầy? Uống xì gà không? Dân chơi mà lại không thiếu xì gà, tiền thua. Ông nội hôm nay vui tính để lên nói lâu, hôm qua khóc. Ông nội hôm nay say rượu. Hôm qua khóc xong rồi vui luôn. Không nào thôi. Ông nội ngày xưa rượu suốt. Tình cảm nha, đôi này tình cảm thế. Cũng là mình mong theo chị nhỉ. Anh hỏi là có xin cho anh làm con em được không? Ôi, điên, Lưu Thiên, có thế gì? Đùa nhau. Ngồi với anh em uống thuốc, anh lại thấy mùi thuốc thơm thơm lại xin nhớ. Hôm qua khi em thấy anh vẫn đem nhẫn nhỉ? Hôm nay lấy xe nhẹ đó. Cái phải quan tâm đến tiểu tiết nhỉ? Thế em Việt Nam đi, thằng năm của Việt Nam đâu không thay đổi bản tính của bản mình thì cũng cảm ơn về đi thì chắc nha em không thay đổi được. Về đi năm nay về em xin đúng đi được Tết năm nay về tính sắp tới ra về chuyện đó mình chuyện đó nó tính xin cụ đầu tiên này năm nay nhận xin ông nội đã đành cũng sẽ xin bà cụ tổ vẫn là tỉnh lắm. Xin cả ông bà ông hoàng nữa. Vợ chồng này có bị hoàng mất nhẫn là theo được rồi bán đi mua cái ông hoàng đại gia đối ông được thức lên theo lắm. Hợp. Ông đất nhẹ bà. Ông hoàng người trong họ. Rồi. Đã như gọi là cậu bé. Hai ông chí ngồi nhắm mắt đi. Hoàng đại gia. Lại cổ tổ. Bà cổ tổ thì không hợp. Nhưng mà xin. Việc xin cũng xin. Bà cổ tổ cũng thích em. Ghét em. Chị là em chỉ xin cụ tổ, tổ thằng anh. Em chỉ xin cụ tổ nhé. Xin tổ, xin ông nội cùng trên xuống dưới. Ông xin về xin cụ tổ trước. Dạ, cụ tổ trước. Alo. Xin là con số thay đấy. Con lấy chồng rồi. Cụ ơi, thương con. Dài để con gặp được nhân được duyên. Nhắn cho thầy là tên là gì ý, chuyển sang tài khoản nào. Bài bán. Không may, chuyển sang tài khoản tích không may có thể. 500.000 à? Mẹ bây giờ sợ lắm. Có mã số chưa? Nhìn nó có nếm nét. Rồi rồi. Nhắn tin cho thầy tên này. Mẹ em làm sao? Tên của em này, ngày tháng năm sinh giờ sinh. Địa chỉ email số điện thoại. Vào ngay số máy này cho thầy cho được mã số nhé. Còn đến lần thì thầy xem. Nhá. Kể cả là đối nội đối ngoại. Mẹ em ra bằng nội. Nhắn tin lại cho máy này. Mẹ em phải xin cụ tổ đi. Sau đó cho người lại xin ông nội. Ông nội bà nội. Xin ông nội. Ông nội mất ấy. Và bà nội đang sống ấy. Nhắm mắt đi, cứ nhắm mắt đi. Để xử lý họ. Về có đồng nào biếu bà thì. Biếu bà rồi cháu giàu rồi lại, cháu nói dối lắm như thế, giàu đâu như thế, rồi cháu giàu rồi lại, cháu muốn hàng 1 triệu 2 triệu nhá, đừng nhiều ít nhá, cháu bao 1 triệu 2 triệu mà ăn quà, và xin ông, và xin ông cho cháu, xin ông cho cháu nhanh gặp nhân một viên cho cháu hơn, em từ trước đến chưa rồi em ngồi gần bà, chưa bao giờ xin bà cái gì đúng không? Em mà nói xin đi, bảo bà ơi. Thank you.
Tình, em là con cần tình, có tiền, cần để tiền. Chưa khẳng nhau, thằng kia.